Quỳnh hả? Chú Quỳnh, chú Quỳnh, chú Quỳnh ơi, bọn Duy Côn tới kìa. Bây giờ làm sao hả Tuấn? Chú kiên tâm, tất cả anh em chuẩn bị đón tiếp bọn Duy Côn. Anh em nhớ là tôi dặn, chúng ta chỉ cầm cự thôi, bảo vệ tính mạng vẫn là chính. Cứ để cho chúng đập phá kho đi. Dạ. 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 Đập mày một trận rồi chưa sợ sao lão già kia? Ông không thực hiện theo yêu cầu của tụi tôi mà còn dám chống đối nữa hả? Ông mà ngoan cố thì đừng trách tụi này xuống tay độc ác nha. Nè, tụi bay nghĩ xã hội này không có luật pháp hay sao? Muốn làm gì thì làm à? Luật pháp là của tụi tao. Chắc mày là thằng Tuấn chứ gì? Tụi bay phá hết đồ đó cho tao. Phá đi. Tuấn ơi, bây giờ sao hả con? Chú cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện đều có con lo. Phá hết con lúa cho tao. Phá đi. Mấy cậu không được làm như vậy nghe chưa? Chú Quỳnh, đứng lại. Chú bình tĩnh đi. Mày đập nát hết cho tao, không chịu một thứ gì. Tụi bay đập tụi nó cho tao. Tất cả đứng im, bỏ hung khí xuống, nhanh lên. Bắt hết đem về sợi cắm cho tao. Đi, nhanh lên. Để. Dạ chào tất ngài. Cả mọi người có sao không? Dạ cảm ơn ngài, cũng may là có ngài đến kịp lúc, anh em tụi tôi không sao hết, xin cảm ơn ngài. Cũng may là có cậu Tuấn đến báo sớm, nếu không thì có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra. Thôi bây giờ mọi người tiếp tục về làm việc đi. Dạ dạ cảm ơn ngài. Adem, vô vào kho đi. Dạ. Dạ dạ. Tuấn à, chú cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, đây là trách nhiệm của con mà chú. Chứ lại chuyện này cũng tại con mà ra, thì con phải giải quyết mới hợp lý. Ừ, thôi mình vô dọn kho đi con. Dạ. Chú đỡ phụ con nha. Vậy cậu hai, cậu hai ơi, có chuyện rồi cậu hai ơi. Ồn ào quá. Có chuyện gì? Dạ, tất cả anh em bị Mã Tà bắt hết về Sở Cẩm rồi. Cái gì? Bắt về Sở Cẩm là sao? Dạ, tại tụi em đang đập phá kho lúa, thì bất ngờ Mã Tà ập vô. Em nghĩ chắc cái tụi ở kho lúa đã chuẩn bị từ trước nên đã báo với Sở Cẩm. Vậy là họ đã có kế hoạch đối phó với chúng ta. Thằng xe kéo, thằng xe kéo khốn kiếp, chính nó đã chuẩn bị kế hoạch chứ không phải ai khác. Dạ bây giờ mình phải làm sao hả cậu hai? Yên tâm đi, tao sẽ lo chuyện này, không sao đâu. Thằng xe kéo mày được lắm. Tối nay mày kiếm thêm mấy thằng nữa, bí mật đốt trụi kho lúa đó cho tao, để xem cái lũ khốn đó chống chọi bằng cách nào. Sao còn chưa đi nữa? Dạ, nhưng
Nhưng mà tội nặng lắm đó cậu hai. Tao chịu trách nhiệm. Đi. Dạ. Cậu hai. Mày muốn đấu với tao, tao sẽ chơi với mày tới cùng. Thằng khốn. Để coi mày cầm cự được bao lâu trước khi mày quỳ gối trước mặt của tao.